quá, đẹp quá. Kìa mây bay giá lượn, muôn thú vui đùa, chim hót liếm lo, ngàn hoa tươi thắm đẹp xinh. Anh Ađam ơi, vườn địa đàng của chúng ta thật là tuyệt vời đó, phải không anh? Đúng vậy, anh thật là vui và thật là sung sướng. Evà à, anh thật là hạnh phúc. Dạ, em cũng vậy. Em cũng thật là hạnh phúc khi có anh bên cạnh mỗi ngày. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đi em. Và được sử dụng mọi cây ăn trái trong vườn. Nhưng cây biết lành biết giữ ở giữa vườn các con không được ăn, vì ngày nào các con ăn trái cây đó các con sẽ phải chết. Các con hãy ghi nhớ lời ta để được hạnh phúc suốt đời. Này đây bà, ôi một cô nàng thật là đẹp, một gương mặt thật là mỹ miều. Cái vườn địa đàng của cô nó thật là tuyệt đẹp, cây nào cũng xanh, trái nào cũng ngọt. Ôi còn riêng những cái cây này, ôi trái chín đỏ mọng, thật là sai trái. Evà ơi, cái cây này mà lỗi cây gì mà tôi mới có hửi qua, nó thơm thiệt là thơm, mà ăn dặm chắc ngon lắm phải không cô? Ồ không không, chúng tôi không được phép ăn trái cây này, nên tôi không biết trái cây này ngon hay dở. phép ăn. Thôi ta biết rồi, Thiên Chúa không cho vợ chồng quặng trái cây này chứ gì. Evà ơi là Evà, cô thật là khờ khạo. Thiên Chúa không cho vợ chồng cô ăn vì sợ rằng một ngày nào đó vợ chồng con trái cây này dập thì ngày của vợ chồng cô sẽ bằng Thiên Chúa và biết được tất cả tốt xấu trên thế gian này. Cô hãy tin tôi đi. Nhưng mà cô sợ ta gạt cô à? Gạt cô để làm gì? Có lợi ích gì cho ta đâu. Ta chỉ muốn tốt cho vợ chồng cô thôi. Ăn cây này được bậc Thiên Chúa thông minh, táo lá và hiểu biết như người. Như vậy vợ chồng tôi sẽ dễ dàng trong việc cai quản muôn loài muôn vật mà Thiên Chúa đã trao cho. Người nói cũng có lý, không lẽ nào là vậy? Thì ra là thế sao? Hay mình hái một trái ăn thử xem sao? Chắc Thiên Chúa cũng không thấy đâu. Đúng rồi, đúng rồi cô Evà, hãy thử đi, còn chần chờ gì nữa. Trái cây thơm ngon như vậy thật là quý giá. Hãy đi cô, hãy đi cô nàng Evà, hãy ăn đi. Cô sẽ thấy lời ta nói với cô là đúng. Em đang trái cây Thiên Chúa cấm. Tại sao không nghe lời Thiên Chúa chứ? Anh Ađam à, anh sợ gì chứ? Tại anh không biết đó thôi. Còn rắn nói với em rằng ngày nào chúng ta ăn trái cây này, chúng ta sẽ được thông minh, sáng láng bằng Thiên Chúa đó anh. Evà, em thật là... Thiên Chúa đã bảo Thiên Chúa không cho chúng ta ăn thì chúng ta phải vâng lời ngài chứ. Em biết vậy rồi mà, nhưng Thiên Chúa có thấy đâu mà chúng ta phải sợ anh. Anh Ađam à, em năn nỉ anh đó, ăn đi mà anh. Trái cây này thơm ngon, thật là tuyệt đó anh. Nó vừa chua chua nè, ngọt ngọt nữa nè. Còn mùi vị của nó cũng thật là ngon và lạ lắm anh. Em năn nỉ anh một lần nữa mà, anh ăn đi. Ăn đi anh. Thôi được rồi, anh nghe em lần này, nhưng chỉ lần này thôi nhé. Sợ hãi nên đã lẫn trốn ngài ạ. Sao các con là xấu hổ lẫn trốn không muốn gặp ta? Có phải các con đã làm điều gì không tốt chăng? Dạ tại người đàn bà mà Chúa ban cho con đó đã xúi con ăn trái cây mà ngài nghiêm cấm. Con biết không được ăn, nhưng mà Evà nàng không phải con đâu, thưa ngài, không phải con mà là con rắn. Chính nó đã xúi giục con ăn đó. Ađam, Evà, các con đã không nghe lời ta dạy, lại còn đổ lỗi cho nhau, nên từ nay các con phải chuốc lấy những hậu quả do việc các con làm. Các con sẽ không còn được hưởng cảnh hạnh phúc của vườn địa đàng cho tới khi trở về với các bụi. Ở đây quên đi. đã cho chúng ta mùa màng gặt hái tốt đẹp. Ngày mai, anh em mình hãy mang của lễ tín dân tạ ơn Thiên Chúa nhé. Chúng ta hẹn nhau ngày mai lúc 6 giờ sáng nhé. Sáng sớm hôm sau, Ađam thức dậy thật sớm, chọn những con đầu lòng tốt đẹp nhất của bầy chiên và mang lên núi. Anh Karin đã hẹn mình là 6 giờ. Sao bây giờ chưa thấy anh ấy đến nhỉ? Giờ dâng lễ vật lên Thiên Chúa đã đến rồi. Thôi, mình sắp sẵn lễ vật trước. Ôi, mấy giờ rồi nhỉ? Ồ, thôi mình quên mất rồi. Phải mang lễ vật lên núi. Anh ơi, sao anh đến trễ thế? Chúng mình dâng lễ tế lên Thiên Chúa đi thôi. Thì dân Thiên Chúa nói nhìn đến Ađam và chấp nhận lễ vật của anh. Nhưng Cain và lễ vật của anh thì Ngài không nói nhìn. Cain giận dữ, sa sầm nét mặt. Sự ghen tương và thù ghét ngấm ngầm nảy